Điện máy Ecomat xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì Điện máy Ecomat xin được giới thiệu đến anh chị một mã bình nấu trà đa năng đến từ thương hiệu bia với model là ISH-CO8T1. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp mở sản phẩm ra để xem sản phẩm bên trong sẽ như thế nào nhé. Đi kèm thì sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành nhé. Phía bên trên thì sẽ được bao phủ bởi một lớp xốp để chống cho sản phẩm không bị sóc trong quá trình vận chuyển. Đi kèm đây là sẽ có bộ lọc thép bằng thép không gỉ nhá các bạn, các anh chị nhá. Cái này thì dùng để khi mà mình có thể là bỏ trà vào xong. Đây là phần đế của bình trà. Phần đế này thì cũng sẽ đi kèm luôn là có dây nguồn. Đây là phần nắp đậy. Ấm thì được bao phủ một lớp ni lông nhé, chống sóc trong quá trình vận chuyển. Như chị quan sát thấy thì ấm thì được thiết kế phần thân là bằng thủy tinh cao cấp. Đây là có phần báo mực nước này. Và phần phía dưới thì sẽ là có màn hình LED để hiển thị tay cầm chống nóng nhé. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần thêm thông tin gì thì anh chị có thể liên hệ đến số hotline bên trên. Đây có bác trân trọng cảm ơn.